Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm thấy thất vọng vì những gì nước Mỹ đang thực hiện. Mới đây, trên trang cá nhân của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đăng tải dòng trạng thái công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump về những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 không hiệu quả mà chính phủ Mỹ thực hiện thời gian vừa qua với giọng điệu châm biếm lại phát biểu của Tổng thống Mỹ. Cụ thể, Hoa Kỳ, virus sẽ biến mất và số người chết đã vượt qua 160.000 người, và kèm theo bức ảnh biếm họa Tổng thống Mỹ Donald Trump với cái mũ dài giống cậu bé Pinocchio. Trước đó, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng đăng tải những bài viết, bình luận, hình ảnh công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy ngày càng nhiều người dân Mỹ về với Chúa càng tốt và nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, Tổng thống kêu nhân viên sử dụng khẩu trang có khác gì vụ án không? Có thể thấy rằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do quá thất vọng với cách ứng phó, giải quyết của Tổng thống Donald Trump và chính phủ Mỹ liên quan dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát với tốc độ chóng mặt, khiến cho những kẻ bước đường cùng, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như mẹ nấm cảm thấy tự ái, bị bỏ rơi nên có những lời lẽ chỉ trích khá nặng nề. Thiên đường dân chủ mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các nhà dân chủ mơ tưởng giờ không còn vĩ đại, giấc mộng đã bị tan vỡ. Họ bất chấp từ việc phá hoại đất nước, lừa gạt nhân dân, tiếp tay cho bên ngoài phá hoại sự bình yên của đất nước, bán rẻ lương tâm, chỉ vì muốn được sang cái nơi gọi là thiên đường dân chủ. Giờ đây, khi dịch bệnh xuất hiện thì họ mới hiểu được đâu mới là thiên đường của họ, đâu là nơi người dân toàn kết nhau lại để cùng nhau chống dịch bệnh COVID-19, và đâu là nơi luôn sẵn sàng giăng tay đón những người dân từ nước ngoài trở về mà không bỏ rơi họ, sẵn sàng chăm sóc và cứu chữa cho những người dân bị bệnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những kẻ đã từ bỏ, rứt áo ra đi, quay lưng với Tổ quốc thì cánh cửa trở về quê hương đã khép lại. Liệu rằng tương lai của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những nhà dân chủ sẽ tự bạt về đâu khi bị Mỹ bỏ rơi đây,